kính chào quý vị, tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật, những thông tin được đăng tải trên trang dinhdiu.vn, vnfz.net, vov.vn và nhân dân.vn. Hà Nội khởi công bệnh viện đa khoa Thanh Xuân 300 giường. Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân quy mô 300 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 1768 tỷ đồng vừa được khởi công ngày 5 tháng 8 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh viện được xây dựng theo mô hình bệnh viện điều trị nghỉ dưỡng với 18 phòng mổ, 8 phòng đẻ, 3 phòng siêu âm, các trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực thần kinh, cột sống, chấn thương chỉnh hình, ung thư. Đây cũng là các chuyên khoa bệnh viện tập trung đầu tư phát triển. Bệnh viện dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2025, từ 15 tháng 9, cán bộ xã đã nghĩ việc được tăng mức trợ cấp theo hướng dẫn mới ban hành, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã giả yếu đã nghỉ việc, có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3 triệu đồng trên tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm như sau. 1. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 2 triệu 700.000 đồng một người một tháng. 2. Tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng, từ 2 triệu 700.000 đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Theo đó, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được hưởng mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đã làm tròn số như sau. Đối với cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký ủy ban nhân dân, thư ký hội đồng nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã, 3 triệu đồng một tháng. Đối với các chức danh còn lại, 2 triệu 817 ngàn đồng một tháng. Tin thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6 tháng 8, ở khu vực bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 60 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm. Khu vực bắc trung bộ có mưa, mưa vừa và giông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 70 mm trên 24 giờ. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh các tỉnh phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông gió nhẹ trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa mưa vừa và rải rác có dông cục bộ có mưa to phía nam có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt riêng ninh thuận bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông rải rác đêm có mưa rào và dông vài nơi nam bộ có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông rải rác đêm có mưa rào và dông vài nơi tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Ukraine nóng sau vụ tấn công Crimea. Trước đó, Nga tuyên bố trừng phạt Ukraine vì đã sử dụng xuồng không người lái mang theo thuốc nổ để tấn công tàu chở dầu dân sự. Gần cầu Crimea, tuyến đường duy nhất trực tiếp nối miền Nam Nga tới Crimea qua eo biển KRCH. Trên tài khoản mạng xã hội, ông Medvedev khẳng định với những hành động trên, các cuộc tấn công vào Odessa, Izmail e và các nơi khác là chưa đủ, trong thời gian qua, khu vực Biển Đen và Crimea dậy sóng với hàng loạt cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine. Phía Nga tố Ukraine thực hiện các vụ tấn công vào dân thường tại Crimea, nơi sáp nhập vào Nga năm 2014 nhưng không được Ukraine và phương Tây công nhận. Ngược lại, Nga ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc vốn đảm bảo tàu Ukraine chở ngũ cốc ở Biển Đen không bị tấn công. Moscow sau đó liên tiếp tấn công các cảng miền Nam Ukraine gần Biển Đen. Đàm phán hòa bình Ukraine khởi động tại Saudi Arabia. Kết thúc đàm phán do Saudi Arabia chủ trì bàn về cuộc xung đột Ukraine đã bắt đầu vào chiều 5 tháng 8 tại Gia, Đơ, Saudi Arabia. Quan chức cấp cao từ 40 quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, đã thảo luận về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga, Ukraine, vốn kéo dài 18 tháng kể từ thời điểm Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Reuters, trong hai ngày đối thoại này, các nước hy vọng sẽ đạt đồng thuận trên một số nguyên tắc chính về hòa bình Ukraine. Tổng thống Ukraine thừa nhận khác biệt giữa các nước, Ukraine muốn dùng cuộc họp ở Saudi Arabia để kêu gọi sự ủng hộ lớn hơn từ cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nhiều nước vẫn cố gắng duy trì cách tiếp cận cân bằng. Phát biểu ngày 5 tháng 8, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận các nước tham gia thảo luận ở Saudi Arabia còn nhiều khác biệt nhưng cho biết trật tự quốc tế dựa trên luật pháp phải được tái lập. Thưa quý thính giả, đầu tháng 8 vừa qua, đoàn thanh niên trường cao đẳng An ninh nhân dân 1 đã phối hợp với đoàn thanh niên cục công nghệ thông tin, Bộ Công an, đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Cạn, đoàn thanh niên Công an huyện Chợ Mới, huyện Đoàn Sóc Sơn, đoàn thanh niên Công ty Điện lực Sóc Sơn, Hội phụ nữ và công đoàn nhà trường tổ chức xuất quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại địa bàn xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Thời gian hoạt động của đoàn tại địa bàn từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác tình nguyện đã tổ chức dân hương trước tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại chương trình, huyện đoàn Sóc Sơn, đoàn thanh niên công an quyện chợ mới và đoàn thanh niên nhà trường đã trao tặng 12 chiếc xe đạp 6 chiếc dành tặng các em học sinh tiểu học cơ sở, 6 chiếc dành tặng các em học sinh trung học cơ sở, tổng trị giá 15 triệu đồng. Ban chỉ đạo hoạt động thực tế nhà trường trao tặng 3 quỹ khuyến học, mỗi quỹ 5 triệu đồng cho 3 trường, trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Quảng Chu. Đây cũng là những hoạt động hết sức ý nghĩa khởi đầu cho chuỗi các hoạt động tình nguyện được đoàn thanh niên nhà trường và các đơn vị phối hợp, đồng hành tổ chức tại địa bàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Thưa quý thính giả, nằm can Sapa thuộc thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, Hàng năm, vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 là thời điểm những thửa ruộng bậc thang chính vàng rực rỡ. Chứng kiến khoảnh khắc thay áo mới của những cánh đồng trải dài trên những sườn đồi sẽ khiến du khách phải ngỡ ngàng. Nếu chỉ nghe qua sách báo, tường thuật thì có lẽ không thể cảm nhận hết vẻ đẹp trong trẻo nơi đây. Chỉ khi đặt chân đến đây, bạn mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng không kém thung lũng mường hoa. Đặc biệt, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, nằm can khoát trên mình màu áo mới của những cánh đồng trải dài bất tận trên sườn đồi sắc vàng rực rỡ của những thửa ruộng bậc thang chắc chắn sẽ khiến du khách phải trầm trồ. Thời điểm đẹp nhất để đến nằm Can là vào thời điểm cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Lúc này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng mùa vàng đẹp mê mẩn không kém những khu du lịch vùng cao ở Tây Bắc. Chỉ cần đi qua các cung đường ruộng lúa nơi đây, bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm của lúa chính hòa quyện trong gió. Bạn sẽ thực sự cảm nhận được sự thảnh thơi và thoải mái trong tâm hồn mình. Ngoài ra, đến nằm can vào mùa lúa chính, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh vật quan sơ quà quyện vời màu vàng ống của lúa. Tất cả những nét đẹp ấy sẽ cho bạn cảm giác như đang lạc vào chốn thiên đường với vẻ đẹp thơ mộng của nằm can. Một điều thú vị nữa khi đến nằm can là bạn sẽ có cơ hội được hòa mình vào cuộc sống nông nhàn. Bạn sẽ được hòa mình với tiếng cười của người dân đồng bào nơi đây trong đời sống mộc mạc, giản dị mỗi ngày. Đây chính là những giây phút bạn có thể thả hồn để cảm nhận nét đẹp thực sự của nơi này. Thưa quý vị, mỗi khi hoàng hôn buông xuống là lúc rừng cây nhảy múa bắt đầu xuất hiện. Khu rừng đặc biệt này nằm ở trên đảo Su MBA của Indonesia. Đảo Su MBA là một hòn đảo quan sơ nằm trong quần đảo New Tenggara nổi tiếng với làn nước êm đềm, cát trắng đầy thơ mộng. Thế nhưng du khách đổ xô đến đây không phải vì những điều này, lý do chính là bởi rừng cây nước ngập mặn được mệnh danh là rừng cây nhảy múa trên đảo Su MBA. Theo người dân bản địa ở đây cho biết, sở dĩ rừng cây này được đặt tên như vậy là vì hình dáng của những hàng nước nằm dọc bãi biển qua lơ kỳ của hòn đảo. Mỗi khi hoàng hôn, chúng dường như đang nhảy múa, theo ánh mặt trời. Thế nhưng cụm từ nhảy múa này thực sự là để ám chỉ hình ảnh những thân, rễ và cành cây uốn lợn tựa như một người đang đứng múa. Các nhà thực vật học cho biết, những cây nước mọc ở rừng ngập mặn hoặc xung quanh được bao phủ bởi nước thường có hình dáng kỳ quái, không theo quy tắc nào như vậy. Nguyên nhân chính là do nước phản chiếu lại ánh sáng mặt trời dưới nhiều góc độ khác nhau nên cây nước không phát triển đồng đều. Đây là hiện tượng cây cối hướng quang. Cây cối bị ảnh hưởng bởi hóc môn thực vật ao sinh nên chúng phát triển hướng về phía ánh sáng mặt trời ngay từ lúc bắt đầu vòng đời của mình. Hơn nữa, môi trường sinh thái của các rừng ngập mặn là chuyển tiếp giữa biển và đất liền. Do sự phân bổ, cách phát triển và cấu thành loài của rừng ngập mặn phải chịu ảnh hưởng của khí hậu, thủy văn, độ mặn, thể nền, nên cây cối ở khu vực này thường có hình dáng kỳ lạ Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hình dáng kỳ quái đó giúp bảo vệ đất ở vùng ven biển giảm sói lợi trước tác động của sóng. Ngoài ra, chúng cũng giúp lọc bỏ các chất phủ dưỡng, trầm tích và ô nhiễm ra khỏi đại dương và sông ngòi. Từ đó giúp lọc sạch nước cho những hệ thống sinh thái xung quanh. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.